À, hôm nay mình cùng các bạn đi chơi mọi người, tinh thể lỏng rất là thú vị đúng không các bạn? Cứ bị rớt ra rồi lại hút vào rất là thú vị. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ video cho mình nha và ấn đăng ký kênh và thông báo kênh nha. Bye bye.